cá nướng này. Ui, nhìn như lửa chạy đấy nhỉ. Cho nó chết chết đi nhỉ. Cho nó khô khô. Cho khô tí, kiểu là da của nó đang mềm ấy, tí nó khô tí em quét một hai lượt mỡ nữa nó không dính đâu mà. Em một lượt đây. Đi chuyển con cá lóc đi xoay, đi xoay nhìn xoay kia cho nó. Nướng mấy con cá này chắc đống lửa này vừa đủ rồi nhỉ. Nhiệt than này nó tàn nhanh lắm nhỉ. Ok không? Được đấy nhỉ, đầu điếc vàng viếc hết, mỗi tội là da hơi bị chóc rồi. Ngon đấy. Đây hôm nay đi chợ này kiếm được tí rau sống này. Anh ra cái bán gì có mới cái anh đang chuẩn bị ra xem có đây không mà thấy cái ấy kìa còn mỗi cái chân giò. Ờ đúng rồi, nhưng mà cái chân giò kia để tủ lạnh rồi. Chuẩn bị đánh chén đấy nhỉ. Nguội mẹ thì này. Đánh anh chưa làm gì ấy để lau thiu có thiếu cái tá khá ra ra đây nhá, cá chim bên này nhá. Anh vàng gì bên đây từ cá chim nữa nào. Xem có ngon không? Thử ăn con gà chim luôn. Nếu mà ăn được về cái này giá này, nướng như... cung nướng mà. Nhưng mà gà chim này có xương ấy nhiều lắm, xương răm nhiều lắm. Biết mà cá này nướng như thế nào. Trong cá rô thì ít nhưng mà cá chim thì nhiều. Này cá rô đúng không? Ừ. Cá rô nướng ngon. Nhưng mà đến chợ có đâu. Ừ, được đấy. Được là có cá là may đấy, còn không có gì ăn. Ừ, rồi. Làm chén nữa. Hợp lý quá. Đi kèm. Có con muối à. Ôi, ăn được nè. Ui ồ. Không may. Có lộc, có lộc. Tối nay đánh bài là về đấy. Gặp nó ra một đầu này. Cho nó ra một đầu này mình gắp nó không rơi xuống này. Có sợ bằng đấy. Sao? Nhưng mà cái cá chim này vừa mua chứ. Vừa mua, tươi luôn. Nó mua cá này nhỉ. Thì mua 5 con làm một bữa hết luôn. Hôm nào lấy được con rô làm gỏi ăn. Rán như mẹ. Dạ. Dưa chua mua đồ ở đây kiếm con rô làm gỏi ăn. Cá chép cũng được. Không, nó làm gỏi lấy cá chấm ở nhà thằng làm cho anh này. Cá nuôi ao nó nuôi cám. Cá chấm này là hấp thôi. Đúng rồi, ngoài cái mua 2 con. Thì mua một con thì mẹ về 8-9 cân thì